Hấp TV xin chào cả nhà nha. Chắc vui cả nhà đến video tiếp theo của mình. Như lại mình đã hứa là kênh YouTube mình làm về pizza cả nhà. Giải thưởng được mặt gạo 5 kg nha cả nhà. Hứa cả nhà đó sẽ đi cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì hiện tại giờ mình đang có mặt nhà cái quẹo bán nem với sen nha cả nhà. Sen lục gì mình bán nhiều ký cô Tư? Bán được 50. Lúc này bán ấy hả? Ấy bởi lắm. Là mình ấy hồi đó lúc nào? Hả? Mình ấy hồi từ lúc nào luôn, lúc dịch bệnh tới giờ gì? Dịch bệnh tới giờ. Ấy lắm. Ấy không đủ tiền ăn uống. Mình bán ngày nào hay ngày đó ha. Dạ bán ngày nào sống ngày đó. Cô có luộc ấu bán cả nhà? Có. Vậy cái nhà mà đi qua đường tỉnh lộ DT 844 cả nhà. Nhà từ Bình Dương thành phố về đó. Địa phận là xã Phú Cường, huyện Tân Nông, tỉnh Đồng Tháp. Cả nhà đi ngang thấy cô bán thương mình ghé ủng hộ cô nghe cả nhà. Mình cảm ơn cả nhà nhiều luôn. Thì bữa nay kênh con được làm giải thưởng 5 kg gạo đó cô Tư. Bây giờ con lên gửi tặng cho cô Tư phần gạo nha cô Tư. Rồi cảm ơn. Kênh con từ từ phát triển thì con sẽ quay trở lại tặng cho cô Tư nhiều quà hơn nữa. Rồi cảm ơn chú. Dạ. Rồi con bắt tay. Rồi cảm ơn chú nha. Sức khỏe cô Tư, nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi cảm ơn. Dạ. Rồi cô Tư ở cái chòi nhà, không phải nhà nha. Rồi cặp đường lộ nè, bán ấu sen có ngày cả nhà. Mà từ lúc dịch bệnh tới giờ là bán có bữa bán không được cái gì hết cả nhà. Thì mình sẽ làm cái phần quà này nha, mình sẽ xét những hoàn cảnh khó khăn, mình sẽ đi cho giáp hết, rồi mình giáp xong mình quay trở lại. Thôi nãy giờ mình chia sẻ cái chòi của cô Tư bán sen ấu nha. Thôi giờ cho mình thúc clip tại đây nha. Bye bye cả nhà.